các bạn thấy nó lôi phao nghiêng rồi chưa? Đó, đó. Nè anh Chính ơi. Ôi ơi, con này nó vàng mà nó bự má ơi. Trời ơi, con khủng long. Nó nè các bạn ơi. Giỡn hả? Các bạn thấy ghê không? Ugo nè, chết rồi mày chưa? Chết mày chưa? Hôm nay thì Tám dẫn anh Chính đi các bạn ơi. Hôm nay cho anh Tính anh đi giật mỗi tay một bữa. Cá rô cho các bạn. Cá ở đây thì phải nói là bao giật. Này rước cầu thủ già đi kiếm mớ cá rô về kho ngại kho tương gì đó. Dứt đi xì tim cái gì. Không ăn là cũng có cách cho mày ăn à. Ủa. Ủa, trời ơi, nó ụt gì mà nó không ăn các bạn ơi. Vô xì tim nó quợn nhưng mà nó không ăn. Đâu có giỡn với anh Tám được. Quá. Dế nó không thèm ngó luôn. Mày không ngó là miễn mày đừng vô lỗ thôi. Mày vô lỗ là tao cũng có cách tao đưa mày lên nè. Đó, đó, vô thấy không. Trời ơi, đâu có giỡn được con. Giỡn nè. Giỡn hả mày? Xin lỗi anh Chính nha. Anh Chính đứng bệnh các bạn ơi. À, chào khán giả của anh Chính. Này Tám dắt anh Chính cho anh Chính đi tìm cảm giác các bạn ơi. Anh Chính lâu quá anh mất cảm giác à. Đây nè, thấy gì chưa? Rồi, xin phép làm con cho nó đẹp đẹp buổi sáng coi. Chà. Mày để im coi. Ồ, cá đẹp quá các bạn ơi. Cá quá đẹp. Hô. Làm con hình nền buổi sáng sớm. Rồi. Rồi. Quá đẹp các bạn ơi. Chấp anh Chính rồi. Tám vô tám chấp anh Chính trước chục con mà anh Chính anh cười các bạn. Anh Chính tưởng đâu Tám nói giỡn. Rồi, để Tám gỡ. Xả mọi cái. Trước khi mình giật mọi cái rồi xả sơ cái các bạn. Xả nhẹ thôi, xả ít thôi, đừng xả nhiều quá nó no. Nhiều khi Tám đi câu Tám hay giỡn giỡn về mọi người. Đừng có chấp nhất Tám nha. Câu cá là phải vui vẻ thôi các bạn. Chứ còn không phải là nhiều người hiểu lầm mà tưởng là Tám sốc nhưng không phải đâu. Tám vui vẻ thôi chứ không có ý gì khác ngoài cho nó vui vẻ, cho cái thứ nhất là cho cái buổi câu nó được thoải mái. Cái gì cho người xem coi nó cũng vui vẻ. Vị trí mà là phải là vui vẻ. Tiếp tục các bạn ơi. Rồi còn em nào đi lạc không? Chuyển hột rồi. Chết nữa anh Chính ơi. Ugo nữa các bạn ơi. Ugo nè. Chết rồi mày chưa? Chết mày chưa? Xin lỗi anh Chính nha. Ôi ôi, con cá đẹp quá đẹp các bạn ơi. Chết ôi, trời ơi, chết bà đưa cái lỗ. Tưởng đồ té rồi. Trời ơi, con cá đẹp quá các bạn. Nó dần ôm luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Ừ, con cá nè. Đẹp ghê không? Ừ. Nói anh cứ từ từ, anh đừng có nôn nóng. Anh mà nôn quá là anh không có được.
em làm gì em làm, anh đừng có dòm. Đi câu, đi câu mà anh Chính anh cứ dòm mình hoài anh không có được các bạn ơi. Coi chắc phải chuyện chỗ khác chứ để chỗ này cho anh Chính làm ăn quá. Nói giỡn thôi nha anh em. Anh em xem đừng tưởng là tám sốc anh Chính đâu nha, không có đâu nha, giỡn anh em vui vẻ thôi. Hình như còn nữa anh Chính ơi. Đổi mồi lê lẹ lên đó nữa anh Chính ơi. Đâu mà đưa cái cạnh lại đây coi. Chết cha rồi nữa rồi anh Chính ơi. Đổi mồi đồ vô. Đó, còn các bạn ơi, con này cũng bự à. Lại tiếp tục bổn cũ, xả miếng mồi cho nó vô các bạn. Xả miếng mồi cái nó thấy nó, thứ nhất là nó nghe động á. Cái thứ nhì nó thấy ba cái mồi mà rơi rơi ra gì nè. Và nó hốt liền à. Mình dắt cục mồi khác mình để xuống là nó hốt liền à. Này mấy tháng rồi chưa có phục vụ khán giả, bữa xem sướng mắt, này tám trả nợ mọi người nha. Nước nó hơi cạn các bạn đó, các bạn thấy nó vô nó xì tim ngay góc này không? Vô là nó có, nó vô là dễ biết lắm. Đó. Nó xì tim đó. Nó mà không ăn cái đổi mồi cái nhưng mà phải gây gầy nhẹ giọng giọng cho nó động lỗ các bạn. Đó, đó ăn à. Ăn nữa nè, thức em mà anh Chính ơi, trời ơi. Em chỉ cho, ví dụ nó vô nó thụt, nó rút, nó nhịp từ 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 đúng không? Anh cứ nghe lời em, anh nhóng nhẹ, anh căng nhẹ từ 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 lên mà anh thấy nó chì chì á. Anh hạ nhạo xuống đóng lụm mà chứ anh mà không anh không nhóng nó là nó nhả. Anh phải căng nhở lên. Anh cứ nghe lời em đi mà không có sai lầm đó nè, đó nè, nè coi tắm nhóng nhẹ nè. Nè anh em thấy rồi nha. Đó các bạn thấy nó lôi phao nghiêng rồi chưa? Đó, đó. Nè anh Chính ơi. Ôi ơi con này nó vàng mà nó bự ba ơi. Trời ơi con khủng long. Trời ơi. Chết Chính rồi, chết Chính tôi rồi. Đại đầu kia luôn rồi các bạn ơi. Đây nè, các bạn thấy nè. Trời ơi cái bàn tay của Tâm, của xin dây. Trời ơi con cá này nó vàng. Trời ơi. Ừ, cá nó đẹp quá mà sao lấy hình nền đây. Ừ, để tắm làm hình nền không. Cái gì ạ? Rô khủng ở đâu anh Chính, xích lại coi. Xích lại cho anh em ta thấy coi. Qua đây cho anh ta thấy coi. Đây nè, lại đây nè, lại trước đây là trước màn hình đây nè. Chính. Cho khán giả hâm mộ trộn. Qua đây, qua đây, qua đây. Xích tới đây đi. Tấm quyển là bắt ba con này. Anh Chính lên lửa các bạn ơi. Nãy anh Chính mất lửa, giờ anh Chính lên lửa lại. Rồi giờ tới phiên mình. Này cho anh Chính, anh là tối nay anh về anh khỏi ngủ các bạn ơi. Tội nghiệp lớn tuổi rồi mà tối về kiểu này, tối rồi sao ngủ anh Chính. Cái anh có nhóng không anh Chính? Trời ơi ta nhóng nhẹ một cái, nhóng nhẹ cái đó nuốt à. Tối nay anh Chính hết ngủ rồi. Không ăn phải không? Không ăn tôi đổi món. Tối nay cho anh Chính ăn cầu tôm cái nữa cái rồi là. Ăn các bạn ơi. Đi nãy giờ mới chịu ăn nè. Ugo nữa các bạn. Ugo nữa nè anh Chính ơi.
xả bò cái đi vô liền các bạn thấy không. Trời ơi cá con nào con lấy nó đẹp quá đẹp các bạn ơi, trời ơi quá tê. Diễn viên chính á. Hôm nay là anh chính là diễn viên chính luôn nha. Mình là kể như là mình cũng quay phim cảnh thôi. Ăn à các bạn ơi. Trời ơi cá gì mà để xuống ăn liền trời. Ủa nhã hả? Ừ. Ừ. Ăn các bạn. Hugo nữa các bạn ơi. Hugo chết tôi rồi trời ơi. Chết tôi. Trời ơi. Vô các bạn ơi. Giờ nó mới chịu vô lại á. Đó, đó thấy không? Ngoài lục bình nó vô thấy rõ luôn. Còn. Còn các bạn ơi. Đi vô à. Trời ơi đừng nói nhã nha. Đừng nói nhã nha. Trời ơi con cá gì kỳ dữ nhát dữ chạy. Nhã rồi. Vô mà nhát vậy. Móc cục nồi cho thiết là bự các bạn. Dắt cục nồi cho bự vô. Đó. Nồi cho bự vô cái để nhẹ nhẹ xuống vũ nhẹ nhẹ cái cho mấy viên kiến nó tơi nó dính á. Cho tơi tơi ra. Con này là không có giỡn với nó được các bạn ơi. Con này nó nhát quá. Chồm chồm đau quá lưng quá, chỗ này chồm đau lưng quá. Ăn các bạn. Trời ơi, nhả nữa hả? Gì kỳ vậy? Cái này mà có chứng kiến dương để xuống lụm à. Trời ơi, nhả nữa trời. Xả nó các bạn, xả nhẹ cái cho nó cuối nha các bạn. Chiều này mà nó không ăn nữa là bó cái tay à. Cái này là gọi là chiều cuối á, chiều cuối cùng luôn á. Ồ cá con cá lớn nãy chắc chạy đâu mất à. Đó đó. Ồ cá nhỏ các bạn ơi. Còn nó nè, đó. Biết lắm mà. Cá lớn chạy mất tiêu rồi, cá nhỏ vô thế. Tại sao mà mày không ăn? Tao mệt rồi nha. Ăn đi. Mệt tụi bay đó nột, các bạn thấy nột thấy ghê không? Nột cái là trao nước luôn ạ. Lên quýnh một cái út vậy đó. Nước cạn quá. Cá vô kỳ quá. Ủa út đâu à? Trời ơi nó trong hang các bạn ơi. Cái hang nó nằm trong này nè mà nó không ra. Ô bỏ lệch cái miệng hang nữa rồi. Cái hang nó nằm trong cái gốc cây nè. Đó, ăn các bạn. Ăn các bạn ơi. Cá kỳ vậy ta. Thường mấy cá lề chặn cái này không có nhỏ đâu. Cá nhỏ vô là hút liền à. Cá nhỏ nó ham ăn lắm. Mấy cá lớn nó mới chặn vậy á. Ừ. Nó nè các bạn ơi. Giỡn hả? Ừ. Các bạn thấy ghê không? Nó vô vậy mà nó không chua. Chặn cỡ đó đó.
ơi quá sát khủng luôn các bạn ơi. Ơi 5-6 cục mồi ta mới bắt được nó, ghê không? Rồi nè, nó ăn ngoài cái miệng, cái lưỡi nó ăn ngoài cái miệng, gần ngoài cái môi luôn, các bạn thấy không? Trời ơi quá khủng, đổ mồi hộp với nó các bạn. Các bạn thấy nè, cực này nè, mà các bạn thấy 5 cục mồi á mới bắt được nó. Rồi nè các bạn thấy nè, nó ăn nè, thấy không? Chứng kiến mà nó ăn ngoài cái môi này vậy nè, ghê không? Trời ơi đổ mồi mình mãi ướt hết với nó. Hầu trong cái lỗ này nè các bạn, đây nè, đó quýnh trong cái hốc đó đó, bạn thấy không? Ô trời ơi mém này rớt à. Rồi cá gì mà nó chặn cái này, ai mà nóng dội là bỏ tay các bạn ơi, nóng dội là không bao giờ bắt được nó đâu. Thứ nhất là nóng dội, thứ nhì là không có nhìn ra được nó, không có nhìn ra được cá là bó tay à. Cái này là thiệt tình luôn rồi vậy. Bây giờ các bạn có nói cậu hay, cái nào hay mà con cá mà nó bể à, con cá nó bể là cầu nó rất là cực. Bạn thấy Tấm bắt được con cá mà đổ mồ hôi mình mẩy mặt mòn mồ hôi không, quá đã các bạn ơi. Có hai tấc nhậu chưa được hai tấc, các bạn thấy nè, có gan tay không, tới gan tay cá này chậm quá chậm, mồi hai mồi lý lịa các bạn, 3-4 cục mồi mới bắt được đó. Nào là quýnh mồi lớn, lúc nào là quýnh mồi nhỏ, mình cứ thay đổi tiên lục các bạn. Ví dụ các bạn nó vô nó ủi nó xì nó không ăn ha. Các bạn quýnh mồi lớn không ăn ha, bạn dở nhẹ nó rắc lắc lắc nhẹ cho nó bà, cho nó rã ba cái trứng bớt đi, bắt đầu bạn dở là các bạn quýnh mồi nhỏ mình không ăn nữa, các bạn kiếm trứng kiến dương để vô, mà nó không ăn nữa thì bỏ tay. Coi kìa, chúng tôi đã cố gắng hết sức mà nó không ăn nữa là chúng tôi cố gắng hết sức luôn. Thường cá này đó, nó vô nó ăn là nó sẽ còn một con nữa, nhưng mà con cái ổ này nó bể cỡ này rồi, không biết sao đây. Vô cưng sao số gì đẹp đẹp không dạ số gì vậy? Ăn các bạn ơi, cá gì kỳ vậy? Ăn đó nè các bạn ơi, trời, cá không có lớn mà vô làm quằn thì ghê, quằn, vô ủi, nó, trời ơi, đục trong này nè các bạn ơi, nó, trời ơi vô bong bóng con, cái bắp ngón con chân cái gì vậy? Trời ơi, hang quá trời các bạn ơi. Chinh phục con cá này hơi bị tốn thời gian. Ăn thiệt tình rồi các bạn ơi. Ăn lên nè. Trời ơi, chết tôi lên đen, lên xình luôn. Chết rồi. Ủa, trời ơi.
Chết cha, quấn vô dây hả? Trời ơi, đừng nó xảy con cá nha. Trời ơi, chết em rồi anh Chính ơi. Mồi thứ ba. Hai cục mồi đầu đều nhả hết đó. Ngậm à các bạn ơi. Còn cá hay cua kỳ vậy. Cá hay cua gì kỳ vậy. Đó, ăn thiệt tình đi. Chắc cá nhỏ quá các bạn ơi. Chiếc này không có để cho mày giỡn mày nữa đâu. Vô phá từng là biết rồi. Kết thúc buổi câu các bạn ơi. Giờ là cũng 11 giờ rồi. Chiều này anh 8 với anh 9 còn đi câu tôm nữa. Rồi, cá cũng đụng đó. Anh 9 chào khán giả anh 9. Được nhiều không? Cũng được cỡ chục con à. Chục con đủ vốn à. Cá ở đây là được chục con đủ vốn nha các bạn. Cá nhỏ nhỏ anh Chính thả hết rồi. Rồi tắm thì cũng được chắc cũng cỡ khoảng mười mấy con, nhưng mà cá lứa tắm thả hết. Còn tắm cá lớn này để tắm tặng anh Chính luôn. Cho anh Chính về anh ăn cá rô đầu năm tối anh ngủ nằm mơ rồi.